Hello Eleven, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh của Hồng Phạm Germany. Cả nhà ơi, hôm nay cuối tuần trời nắng đẹp, gia đình nhỏ của Hồng. Nhiệt độ hôm nay là 18 độ C nên gia đình nhỏ của Hồng tranh thủ thời gian cuối tuần đi thư giãn và đi dạo cho nó khỏe người, khuây khỏa và nghe nhạc ngắm cảnh. Bây giờ Hồng Dạ, mời cả đi nhà chung với gia cùng đình đi với nhỏ gia mình đình nhỏ nha. Hồng nha. Ông mãi ông nói chuyện hai cha con nó đi tới đây rồi. Đó, đây là bản đồ rồi cả nhà. Hi ha ba ba muốn sinh viên ta hin Clayton. Đó, cả nhà thấy không, đây là cái bản đồ mà ta chỉ mình đi nè. Thấy không ba ba? Vì vì km ta muốn sinh viên ta hin. Bistive shop. Vì vì km muốn sinh viên vô vi vô vô sinh viên vậy thì kita ta sinh viên là đi lo ta hin da phong ta gạo vì là muốn sinh viên ao ta gạo dạ dạ chứ số Alexon phong ta gạo mấy khen lạnh không con? Ba ba hi dít vì biết xin im bẹt ha. Ô mà nó biết tẩy hi khai là do. Đi bây giờ đi vô rừng leo núi nha cả nhà thấy không, nãy giờ leo cũng cao rồi đó nha. Cả nhà nhìn cho nè, bây rét liên tục ghiền con mà tụt xuống đây con chết à. Đó cả nhà thấy không, ở nãy giờ leo lên mệt đó nha, hồi mới vô hả đi lạnh dở hả ấm người đó. Nhà nhìn thấy không, có cái đường leo xuống, không phải là leo xuống nữa nha cả nhà, té xuống một cái là tiêu luôn á nha cả nhà. Nhà thấy cao không, nãy giờ là đi lên từ 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 lại lại lên cái dốc á nha cả nhà. Đó mà đi trong đây cũng thú vị lắm cả nhà, cứ leo lên rồi đi xuống nè. Là bây giờ bắt đầu leo xuống nha cả nhà. Michael for the Grunter Rose. Đó, ở đây á, là đi rừng á, người ta hay để cho những cái bảng này nè cả nhà, để mình nhớ số mình đi và chúc mình nhớ đường mình đi ra lại. Dốc cao quá. Leute wollen hierher wahrscheinlich. Bà chóng mặt với hai mẹ con tôi cái mùi tỏi gấu à, dạ rồi giờ cái Hồng đi Hồng nhìn thấy cái bên trong nè, rồi mà đúng thiệt nè, tảo gấu nè cả nhà, bây giờ nó đang ra bông nè cả nhà, thấy không đó, trời ơi quá sể luôn.
rừng luôn đó cả nhà. Hồng đi suốt đằng xa nha, Hồng đã ngửi thấy mùi tỏi gấu rồi đó. Mà thiệt đúng thiệt, đi vô mà thấy mùi tỏi gấu rồi, tỏi gấu thiệt chứ. Ồ ôi, đó nha ha. Giờ này nó đang ra bông nè, ra bông hết rồi, ra bông hết trơn rồi. Cả nhà cũng mà, thấy cả nhà nhìn xem nè, cả nhà thấy một rừng tỏi gấu nó nở hoa đẹp không cả nhà? Tỏi gấu này nó có duyên với mình đó nha, mình đâu có đi tìm nó đâu, mình đi vô rừng chơi vậy thôi á, mà công nhận đi mới có một đoạn à, mấy cây km, mấy cây số thôi mà thấy một rừng luôn. Cả nhà nhìn thấy đẹp không? Trời ơi, nhìn mơn mởn, hoa nở dễ thương ha, nó nở từ ở dưới mà lên tới bên trên luôn. Ôi cả nhà nhìn thấy chưa, nó lên, nó mọc lan tràn cả hàng lặng hàng dài luôn. Hồng không đi vô ra bên trong được tại vì ở chỗ khui cả nhà. Bà cũng mà đi bê lông đi lết tờ chết chứ che cố sợ ghi gì luôn đó. Trời ơi có cái lá nè, bên lề luôn nè cả nhà. Bên đây gan phi là wow, hèn chi Hồng ngửi mùi thấy quá, mùi tỏi không à cả nhà, thấy nó mọc bên trong á, còn ở ngoài này là cái lá tầm gửi tầm ma gì nè, nó Hồng sợ nó chích lắm, không có dám đi vô bên trong quay cho cả nhà xem. Hồng đi phía ngoài quay thôi đó, nhà thấy không dễ thương không? Und in ist sogar ein Raum, wo man schlafen kann. Und das und in der Mitte ist ein Grund voller Lego. Also haben wir hier nicht checkt. Cả nhà thấy không, bông nở đẹp ha, trời ơi khúc mà coi cái lá đó nè cả nhà, cái lá nó bự hả, bự phải lấy cái lá này bự nha, trời ơi to vậy nè, quấn bò lá lốt ăn là bá cháy luôn á cả nhà. Nó mặc dù nó ra cái nụ mà nhưng mà cái lá mình nhìn thấy nó cũng vẫn còn mơn mởn cả nhà. Mà ở đây mà hái nha, cái cây này á dùng cái là nó chích ngứa đau lắm. Dài luôn này.
không được làm rẫy của nó. Cây mà nó có tự rẫy hoặc là mình không ra được là lấy củi đem về đâu nha cả nhà. Phức luôn. Đó, các bạn nào chưa biết nè, nhìn đây nè, Hồng quay cho xem. Bây giờ mùa này là bắt đầu nó nở hoa đó, rồi bắt đầu nó vàng. Đó, cả nhà thấy không? Nó có những lá vàng úa là bắt đầu nó già từ từ, là bông nó nở ra rồi đó, nó rớt rụng xuống. Là sang năm là nó còn mọc nhiều hơn nữa. Đó, cả nhà thấy nhìn như một thảm đẹp quá cả nhà. Vô tới bên trong này hửi tan là mùi thơm mùi tỏi thôi cả nhà. Này mà ai mà ngửi mùi tỏi không được chắc nhất cả đầu luôn. Ủa ba gom đã alitarito ít lâu với for heavy demand hát ông giác ai mà muốn vi in vi rách tờ áp vi gần đúng đó sư thư nó muốn sinh vi in vi đây cả nhà ơi. Có một con khỉ con nó đang leo cây nè cả nhà ơi. Ai là Klein Apfel good man Klein Apfel. Có cái cây nó ngã đó cả nhà. Nó ngã nó đi qua cái đường luôn á. Ở trong đây ấy hả, mà gió thổi mạnh mà ngã mấy cây to vậy luôn á nha cả nhà. Bây giờ coi chừng té dệt cuốn tờ đâu. Giờ Hồng leo lên tới trên lại nè, đi vòng ga nè nha cả nhà. Nhìn thấy ở dưới sâu không, đi lên tới đây nè mà Hồng thở hổn hển luôn á. Hai cha con nó cũng mệt luôn, đi lên tới đó thằng nhỏ mình nãy nó thở phì phò luôn. Cả nhà nó cứ leo lên đó, cả nhà thấy không, cái đường nó cứ càng là càng nó tăng, nó cao dần luôn cả nhà. Bi ơi, stock của con nè, muốn con phép hai tình đang nick su phi là mưa đó bây giờ ghế đang nest nè cái ô đó. Nè hôm nay là có cái cây gậy này để chống đi nha cả nhà. Cây này dùng để đi rừng á nha, đi leo núi á là chống mấy cái cây này. Còn mà mấy cái cây gậy mà để đi bộ dạo mặt phẳng là khác nha cả nhà. Đó nhà thấy không? Đó đây nó có thêm cái cây nè, nó đổ nè cả nhà, nó đổ nó văng qua như vậy đó. U ghê phê lì. Đó, nhà thấy không? Ô bà 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 tớ. Đó, nhà thấy không? Ngã nè. Đó, cả nhà thấy cái con đường mòn không? Đây, còn bên dưới nè. Đó là cái gì? Cái vùng bè lâu ở dưới, nó nằm dưới nãy á. Hồng đi ngang á, đó là phía dưới đó nha. Thì phải đi đường vòng bọc xuống dưới. Mình mà đi đây là trơn trượt té chết luôn. Đó. Giờ cả nhà thấy không? Giờ đi lên nè. Nghe nhà có nghe Hồng thở phồng phỉnh luôn không? Phì phò luôn. Đó. Giờ đang Hồng leo lên dốc tiếp các bạn nha. Rất nhiều đã bỏ thời gian để theo dõi video thôi, của Hồng. Đi tiếp nha. Ở đây Hồng muốn chúc cả nhà cuối tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc. Qua té xuống dưới luôn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.